chiều hôm nay Vũ giới thiệu bán miếng đất nền nhà nha các bạn. Thì từ ở ngoài thị trấn Vũ đi vô tới đây là cái ủy ban xã Đại Hòa Lộc mới xây nè các bạn, quá đẹp luôn ha. Vũ quay dẫn đường cho cô chú anh chị và các bạn đi vô coi miếng đất. Đây cái ngã ba các bạn rẽ tay phải này là vô ấp Văn Hóa, ấp Bắc Miễu nha các bạn. Rồi tới đây là ngã ba Bà Nhiên. Bà Nhiên các bạn đi thẳng là vô xã Thạnh Trị, còn Vũ quẹo bên tay trái là qua chợ Bà Nhiên. Đây cái đường lộ này mới làm xong rất là đẹp, rộng rãi ha các bạn ha, quá ngon luôn. Đây là nhà thờ nè các bạn, dấu phận Vĩnh Long hạt Bình Đại, nhà thờ Công giáo Bình Huệ nè các bạn. Trái Vũ đây là trường học Đỗ Hữu Phương hồi trước. Còn trước mặt Vũ cái nhà ngói đó là cái miếu, gọi là cái cổ miếu ấp Bình Huệ 1 nha các bạn. Cái miếu này xây dựng năm 1956. Vũ thấy có người ta có để cái năm quá tới cây luôn mà các bạn. Đây là ngay chỗ chợ Bà Nhiên, chiều bán sầu riêng lơm chơm lội luôn. Đây là hàng rau củ quả, đây là có nhà Mai Ngọc Châu. Rồi ngay đây là ngay chợ Bà Nhiên. Đường lộ xong, lộ này là ngay cửa Miễu Bà Nhiên, đường đi vô cái đất nền nhà bán. Chào chú, hai ông bà bán cái số ngồi ngay nhà Vũ. Đây là Miễu Bà Nhiên nè các bạn. Miễu Bà Nhiên là ở ấp Bình Huệ 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Giờ Vũ đi dài vô, giờ khoảng gần 5 giờ chiều.
đây là có cây me bự nha các bạn. Cây me này là hàng trăm tuổi nè. Đi ngang ở đây là cái khu mộ của nhà thờ Bình Quê. Ở đây có cây me rất là lớn nha các bạn. Cây me này là ngoài 100 năm. Tới cái nhà bán các bạn, ngay bên tay trái của Vũ. Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Chiều hôm nay thì giờ là khoảng 5 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2022, thì Vũ đã chạy vô tới chỗ cái nhà bán rồi nha các bạn. Thì ấp Bình Quê 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì Vũ đang đi lại đây là cái hướng ở ngoài miễu Bà Nhiên, chợ Bà Nhiên đi vô nha các bạn. Còn hướng này là các bạn đi vô trường học, đi qua lộ 16. Rồi, đây là cái vị trí cái căn nhà giới thiệu bán nha các bạn. Ở trong này bà con mua về ở rất là yên tĩnh nha các bạn. Thì Vũ xin nói diện tích cái đất này là ngang là 11 mét nha các bạn. Thì dài khoảng 32 mét. À, tổng diện tích là khoảng 357,6 mét vuông nha các bạn. Giờ Vũ xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Vũ vô xem nhà. Thì cái nhà ở đây là giấc sáng là có bán bánh canh hủ tiếu nha các bạn. Thì ở bên đây là làm sắt làm nhôm. Thì nhà ở đây là anh đã cất tiền chế ha các bạn. Nó nhà cũng mới cất này. Anh làm rất là kỹ, cửa đồ anh sơn là hết trơn, rất là đẹp nha các bạn. Đây là mé bên ranh. Đây các bạn về đây buôn bán nhỏ cũng sống được nha các bạn. Đây cũng gần chợ. Ở đây hiện giờ là anh đang bán hủ tiếu bánh canh buổi sáng nè. Đây ở trước này rất là rộng nha các bạn, buôn bán. Đây là ở trong nhà nha các bạn. Nhà thì anh cũng mới xây. Ở trong này thì trước mặt đó là đá hoa cương nha các bạn đó. Còn ở mé trong này thì ảnh dán gạch lên tuốt trên luôn rồi nè, rất là đẹp ha. Đây là trong chỗ phòng khách nè. Đây nhà ảnh dán
mấy bức tường là dán gạch hết nha các bạn, rất là sạch sẽ ha. Cửa là cửa nhôm nha các bạn. La phong này la phong tấm thạch cao. La phong rồi nha các bạn, la phong này la phong thạch cao là loại cũng tốt rồi nha các bạn. Đây là cách nhiệt rất là tốt. Trước thì anh xài cửa sắt nha các bạn. Thì anh bán nhà dưới đất thôi, còn đồ đạc thì anh lấy anh dọn về quê nha các bạn. Đây nhà thì có hai phòng nha các bạn. Hai phòng là phòng cửa nhôm. Đây là ở dưới nhà sao. Như sao anh tường anh cũng dán gạch lên hết rồi nha các bạn. Rất là sạch sẽ thoáng mát ha. Rồi đây là mé hông, có cái cửa hông đó nha các bạn. Quay vòng cho cô chú anh chị và các bạn xem ha. Ở dưới tầng này cũng la phong thạch cao. Đây, tầng la phong thạch cao nha các bạn. Đây là xuống dưới cái nhà làm sao nữa nha các bạn. Wow. Ở đây anh xây có hai cái ống hồ rất là lớn nha các bạn, để hứng nước mưa xài nè. Ở đằng sau đó là có cái nhà vệ sinh. Rồi nấu ăn là ở tuốt làm sao nha các bạn. Đây là chỗ nấu ăn nè. Thì đây anh chủ nhà cũng sắp xếp rất là gọn đẹp ha các bạn ha. Đây là có máy giặt. Rồi ở đây mé làm sao là có cái cửa mé hông nữa nha các bạn, cửa rất là bự. Đây là hai cái hồ nước. Rồi ở đây là có cái chỗ để mình rửa chén đồ các bạn, mình xả nước ra rồi xuống cống luôn. À, bắt đầu từ cái nhà dưới Vũ đi lên trước một cái nữa cho cô chú anh chị và các bạn xem ha. Thì Vũ chỉ quay tham khảo thôi, cô chú anh chị và các bạn nào có mua thì Vũ dẫn vô đây coi tận mắt rồi nó chính xác nha các bạn. Thì Vũ đi dài lên. Đây gạch nền anh lót màu trắng cũng rất là đẹp các bạn. Khúc nhà dưới này màu trắng, khúc trên là màu xanh. Rồi, đây là hai phòng nha các bạn. Hai phòng đây là anh sử dụng là cửa nhôm nha các bạn. Rồi giờ Vũ lên tới phòng khách rồi nha các bạn. Phòng khách này cũng rất là rộng rãi thoáng mát các bạn ha. Cửa trước là anh chủ xài cửa sắt, hai bên cửa sổ là nhôm. Rồi giờ Vũ đi dài ra nha các bạn.
Rồi Vũ đi qua mé bên cái nhà bên chỗ làm sắt nè các bạn. Bên đây là nhà tiền chế bằng sắt. Đây là đi dài xuống làm sao. Ở đây còn cái khoảng này thì các bạn có thể là chăn nuôi được nha các bạn. Nuôi chim kiển đồ, nuôi gà đồ cũng được. Rồi các bạn có thể trồng rau hay là cất nhà mát ở đây để mình giải trí uống nước trà đồ các bạn. Ở sau này còn rất là rộng ha. Ở đây thì ranh đồ cũng rõ ràng, hàng rào đồ hết nha các bạn. Rồi, ở dưới Vũ đi dài lên. Thì Vũ xin nhắc lại cái nhà này là diện tích ngang 11 mét nha các bạn. Chiều dài thì khoảng 32 mét. Nhà này anh chủ bán là 1,8 tỷ nha các bạn. Rồi Vũ chỉ quay cho cô chú anh chị và các bạn tham khảo. Nếu cô chú anh chị và các bạn có mua thì liên hệ vô đây xem cho nó kỹ nha các bạn. Rồi Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Ở đây cô chú anh chị và các bạn yên tâm, sổ đỏ là chính chủ. Rồi Vũ xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào cái video mới tiếp theo. Rồi Vũ xin nhắc lại hướng tay trái của Vũ là vô lộ 16 đi lại trường học nha các bạn. Đó. Còn hướng tay phải của Vũ là vô chợ Bà Nhiên, chút xíu nữa là vô tới chợ Bà Nhiên rồi nha các bạn.